28 tháng 11 năm Tân Sửu, con cát cho bà Lê Thị Tuyết. Thì có hai con cháu là Lê Văn Thụ và tất cả con cháu đang di chuyển vào thì đi thả lên đôi số của cái đi kiểu. Thì những hình ảnh từ mấy giờ chứ thưa ơi? Làm từ bàn mấy giờ? Không ra được đây hả? Chi tiết của bà Lê Thị Tuyết, bà cũng tặng công khẩn thôn Nam mình là mùa dinh mà đẹp ấy. Đây là cửa lăng. Các bạn đấy, thịt dây.